Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 34. Elihu lại cất tiếng mà nói rằng: Hỡi các người khôn ngoan, hãy nghe những lời nói tôi. Ớ kẻ thông sáng, hãy lắng tai nghe tôi. Vì lỗ tai thử những lời nói như ổ gà nếm lấy đồ ăn. Chúng ta hãy chọn cho mình điều phải, chung nhau nhìn biết việc tốt lành. Vì Gióp có nói rằng: Tôi vốn là công bình, nhưng Đức Chúa Trời đã cất sự lý đoán tôi. Tuy tôi ngay thẳng, người ta cho tôi là kẻ nói dối. Dẫu tôi không phạm tội, thương tích tôi không chữa lành được. Ai là người giống như Gióp? Người uống lời nhạo báng như thể nước, người kết bạn với kẻ làm hung nghiệt và đồng đi với người gian ác. Vì người có nói rằng: Chẳng ích lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy, hỡi người thông sáng hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng toàn năng không bao giờ làm hung nghiệt. Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình. Quả thật, Đức Chúa Trời không làm ác, Đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Ai giao cho Ngài trách nhiệm coi sóc trái đất? Ai đặt Ngài cai trị toàn thế gian? Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình Ngài, thâu lại về mình thần linh và hơi thở của Ngài, thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết và loài người trở vào bụi đất. Nếu ông có sự thông sáng hãy nghe điều này, khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi. Chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao? Ông há dám lên án cho đấng công bình cao cả ư? Há có nên nói với vua rằng: Đồ xấu xa nè, hay là nói với người tước vị rằng: Kẻ ác nghiệp mày? Phương chi đấng chẳng tư vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo, bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài. Trong giây phút giữa ban đêm chúng đều chết, bá tánh siêu tó và qua mất đi. Các kẻ cường quyền bị cất đi không phải bởi tay loài người. Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ. Chẳng có tối tăm mù mịt nào cho kẻ làm ác ẩn núp mình được. Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người, thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét. Ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát, rồi lập kẻ khác thế vào cho. Bởi vì Chúa biết các công việc chúng, đánh đổ chúng ban đêm và chúng bị diệt đi. Chúa hành hại họ như người ác, có mắt kẻ khác xem thấy, bởi vì chúng có xây bỏ theo Chúa, không kể đến các đường lối Ngài. Chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến Chúa, và Chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào, hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị, và không ai gài bẫy cho dân sự. Vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng: Tôi đã mang chịu sửa phạt tôi sẽ không làm ác nữa. Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi. Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa. Đức Chúa Trời há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao? Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy, chứ chẳng phải tôi. Vậy nên, điều ông biết, hãy nói đi. Những người thông sáng và mỗi người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói với tôi rằng: Gióp nói cách không hiểu biết, và lời của người thiếu sự thông sáng. Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng, bởi vì người có đáp lời như kẻ ác. Người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình, vỗ tay mình tại giữa chúng tôi,
và càng thêm lời nói nghịch Đức Chúa Trời. Chương 35. Elihu lại nói rằng: Ông đã nói rằng tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời. Lại nói: Tôi sẽ đặng lời gì? Nhược bằng chẳng phạm tội, tôi há sẽ được ít hơn chăng? Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao? Tôi sẽ đáp lại ông và các bạn hữu của ông nữa. Hãy ngước mắt lên xem các tầng trời, hãy coi áng mây, nó cao hơn ông. Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài? Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông? Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông, và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người. Tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan, bởi tay kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu. Nhưng không ai hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm, dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất, và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời. Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời, vì cớ sự kiêu ngạo của kẻ gian ác. Quả thật, lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dũ nghe, đấng toàn năng chẳng thèm đói đến. Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài, sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài, và ông đợi Ngài xét đoán. Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt, và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm, nên Gióp mở miệng ra luận điều hư không và nói thêm nhiều lời vô tri. Chương 36. Elihu nói tiếp rằng: Xin hãy nhịn tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho ông, vì tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đem đến từ xa điều tôi hiểu biết và xưng tỏ sự công bình của đấng tạo hóa tôi. Quả hẳn các lời luận tôi chẳng phải giả dối, đấng vốn trọn vẹn về tri thức đang ở cùng ông. Kìa, Đức Chúa Trời có quyền năng, không khinh bỉ ai. Trí huệ Ngài rất rộng lớn. Ngài chẳng bảo tồn mạng sống của kẻ gian ác, nhưng xử đoán công bình cho kẻ khổ nạn. Ngài chẳng xây mạc khỏi người công bình, song Ngài khiến họ đồng ngồi cùng các vua trên ngôi mãi mãi, và họ được cao trọng. Nếu họ phải mang xiềng xích và bị dây gian truân vấn vương, thì Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm, các tội lỗi và tánh hạnh kiêu ngạo của họ. Ngài cũng mở lỗ tai của chúng cho nghe lời sửa dạy, khuyên họ trở lại bỏ điều gian ác. Nếu chúng vâng nghe và phục sự Ngài, thì các ngày chúng sẽ được may mắn và những năm chúng được sự vui sướng. Nhưng nếu họ không khứng nghe theo, ắt sẽ bị gươm giết mất và chết không hiểu biết gì. Lòng giả hình tích chứa sự thạnh nộ, khi Đức Chúa Trời bắt xiềng chúng, chúng chẳng kêu cứu. Chúng chết đang buổi thanh xuân, đời chúng bị hư mất trong bọn gian dâm. Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn, và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người. Ngài cũng chắc đã muốn dụ ông khỏi hoạn nạn, đặt ông nơi khoảng khoát, chẳng còn sự cực lòng. Còn các món ăn dọn nơi bàn ông tất đều được đầy mỡ béo. Nhưng ông đầy dẫy sự nghị luận của kẻ ác, sự xét đoán và sự hình phạt chắc sẽ hãm bắt ông. Chớ để cơn giận dục ông chống cự cùng sự sửa phạt. Đừng lầm lạc vì cớ giá bồi thường lớn quá. Chớ thì sự giàu có ông và các thế lực của ông có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao? Chớ ước ao đêm tối là lúc dân tộc bị cất đi khỏi chỗ mình. Khá giữ lấy mình, chớ xây về tội ác, vì ấy là điều ông ưa chọn hơn sự hoạn nạn. Kìa, Đức Chúa Trời dùng quyền năng mà làm việc cách cao cả. Có giáo sư nào giống như Ngài chăng? Ai có chỉ dạy cho Ngài biết con đường của Ngài, và ai nói rằng Chúa có làm quấy? Hãy nhớ ngợi khen các công việc Chúa mà loài người thường có ca tụng. Mọi người đều đã ngoạn xem công việc ấy, và loài người từ xa nhìn thấy nó.
Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài. Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được, vì Ngài thâu hấp các giọt nước, rồi từ sa mù, giọt nước ấy bèn hóa ra mưa. Đám mây đổ mưa ấy ra, nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người. Ai có thể hiểu được cách mây giăng ra và tiếng lôi đình của nhà trại Ngài? Kìa, Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài và che lấp đáy biển. Vì nhờ những điều ấy, Ngài xét đoán các dân tộc. Ngài ban cho lương thực nhiều. Ngài giấu sấm sét trong tay Ngài và truyền nó phải đánh nơi nào. Tiếng sấm sét báo cáo việc Ngài, và chính súc vật cũng đoán điềm giông mưa gần đến. Thi Thiên 19. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giường mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Chương 11. Có một người đau tên là Lazarus ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarus đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng với Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê em người và La-sa-rơ. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đang ở. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazarơ bạn ta đừng ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarơ, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thô-ma gọi là Đi-đim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn Lazarơ trong mộ 4 ngày rồi. Và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare.
Có nhiều người Giuđa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Ma-ri lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-sa-rơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-sa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si mách cho họ sự Đức Chúa Giê-xu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng: Người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Cho nên Đức Chúa Giê-xu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ê-phra-im, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến. Có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy chúng kiếm Đức Chúa Giê-xu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Và các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lệnh: Nếu ai biết Đức Chúa Giê-xu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt Ngài. Chương 12. 6 ngày trước lễ vượt qua,
Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn nhê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người. Người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-sa-rơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-sa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giêsu. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel. Đức Chúa Giêsu gặp một con lừa con, bèn lên cởi y như lời chép rằng: hỡi con gái thành Siôn, chớ sợ chi, này vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển mới nhớ là những sự đó đã chép về Ngài và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài khi Ngài kêu Lazarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhưng đó người Pha-ri-si nói với nhau rằng: các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người. Vả, trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: một vị thiên sứ nào nói với Ngài. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng: chúng tôi có học trong luật pháp rằng đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại chúng không thể tin vì Ê-sai lại có nói rằng:
Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu, song vì cớ người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng, vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại, nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng Cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như Cha ta đã dặn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.